Bruno Fernandes xin lỗi các cổ động viên Man United sau khi đá hỏng 11m. Tiền vệ Bruno Fernandes đã có những chia sẻ trên trang cá nhân sau khi Man United thất bại 0-1 trước Aston Villa tại vòng 6 Premier League. Man United đã nhận lấy thất bại với tỷ số 0-1 trước Aston Villa trong trận đấu tại vòng 6 Premier League. Với kết quả này, Quỷ Đỏ đã tạm thời rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém Liverpool 1 điểm và Man City, Chelsea về hiệu số bàn thắng bại. Điểm đáng chú ý nhất ở trận đấu này đến ở phút thứ 90+3, Bruno Fernandes có cơ hội gỡ hòa cho Man United từ chấm phạt đền. Tiền vệ sinh năm 1994 khiến cổ động viên tại Old Trafford tiếc nuối với một cú đá đưa bóng đi vọt xa, qua đó bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa của đội nhà. Sau trận đấu, Bruno Fernandes đã có những chia sẻ rất dài trên mạng xã hội để xin lỗi các cổ động viên. "Không có ai tức giận và thất vọng hơn tôi vì đá hỏng quả penalty và khiến đội nhà thua trận. Tôi luôn đón nhận trách nhiệm kể cả dưới những tình huống áp lực như thế. Hôm nay tôi đã thất bại, nhưng tôi sẽ bước tiếp và đối diện với thử thách với tham vọng tương tự như những lần đá bóng vào lưới trước đó. Hôm nay một lần nữa tôi đón nhận trách nhiệm được giao kể từ khi tôi gia nhập Man United và tôi sẽ đón nhận nó một lần nữa mà không lo sợ gì. Điều quan trọng nhất với tôi là giành chiến thắng cùng toàn đội. Tôi luôn làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các đồng đội và câu lạc bộ trở nên tốt nhất có thể. Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của các bạn sau tiếng còi mãn cuộc. Được nghe thấy các bạn hát tên tôi khiến tôi cảm động. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bởi vì đó là tiêu chuẩn tôi đặt ra cho bản thân, nhưng quan trọng hơn là chiến đấu cho tất cả các đồng đội và các cổ động viên, những người luôn ủng hộ chúng tôi." Kể từ khi khoác áo Man United, Bruno đã thực hiện 23 quả penalty và đá hỏng 2 trong số đó. Pha hỏng ăn gần nhất của cầu thủ này đến trong trận đấu với Newcastle vào tháng 10 năm 2020 tại Premier League.